Xin chào các bạn. Hiện tại thì đội khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisako vừa mới khảo sát xong cho chị Quyên ở Kiên Giang. Bây giờ thì hai anh em chúng tôi đang trên đường quay về Tiền Giang để khảo sát thiết kế nhà cho anh Tình ở Gò Công Đông. Sau đây xin mời các bạn theo dõi cung đường đến nhà anh Tình ở Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Sau đây là hiện trạng đất nhà anh Tình ở Gò Công Đông, Tiền Giang. Lối đi qua cầu để vào hiện trạng đất nhà anh. Đây là đường phía mặt trước hiện trạng đất nhà anh. Vườn cây sau này anh sẽ phá để xây nhà trên hiện trạng vườn cây này. Sau này nước sử dụng thì anh sẽ sau nhà, lấy sau nhà. Điện thì sau này anh sẽ lấy mặt trước của nhà. Thì điện sau này anh sẽ trồng ở mặt trước của nhà. Nhu cầu của anh là muốn thiết kế nhà vườn mái thái kiểu giống của nhà anh Hải ở Bầu Bàng, Bình Dương. Khoảng đường trước công viên đất nhà anh. Ngang 7 đến 8 mét. Đây, công viên vườn sau này anh sẽ phá vỡ. Dài thì tầm khoảng 15 mét. Nước sau này sẽ lấy sau nhà. Điện thì anh sẽ lấy ở trước nhà, góc phải. Đây là hiện trạng khu đất của nhà anh Tình tại thị xã Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Thì về khung hiện trạng khu đất của anh thì là toàn bộ khu vực này đều là đất của anh, đất rất là rộng. Ở phía bên phải của khu đất thì là một bờ kênh chạy dài theo khu đất. Thì về nhà thì khu vực này thì trụ điện thì đã có tại vị trí phía trước, bên phải phía trước của khu đất. Nước thì anh sử dụng nước dự định là khoan nước tại vị trí khoan giếng nước tại vị trí phía bên phải, bên hông phải của ngôi nhà. Bể phốt thì đặt ở phía sau ngôi nhà. Thì hướng chính của ngôi nhà sẽ quay ra hướng 150 độ đông nam. Còn về phần xây dựng ngôi nhà mới của anh thì sẽ xây cách mép của kênh phía này khoảng cách mép kênh 9 mét, vì khu vực ranh giới không được phép xây dựng. Còn thụt lùi vào phía sau đường đi, đây là đường đi phía trước nhà, thì sâu vào phía sau khoảng 6 mét rưỡi. Thì khoảng này sau này anh sẽ sử dụng làm sân phía trước cũng như là cảnh quan của ngôi nhà. Thì về diện tích xây dựng ngôi nhà của anh thì sẽ xây dựng trên diện tích là khoảng từ 120 đến 130 mét vuông.
Thì bề ngang của ngôi nhà thì anh dự tính là xây về rộng tối cao nhất có thể là tầm 7 mét rưỡi, còn chiều dài thì tùy theo công năng mà định lên cho hợp lý với tổng diện tích sàn từ 120 đến 130 mét vuông. Ngôi nhà thì sảnh chính thì quay ra hướng trước và có một sảnh phụ phía bên này. Còn về công năng ngôi nhà của anh thì ngôi nhà của anh thì gồm có một phòng khách kết hợp với phòng thờ vừa, khoảng tầm 22 đến 25 mét vuông, 3 phòng ngủ, trong đó có một phòng ngủ có vệ sinh khép kín và một vệ sinh chung cho toàn ngôi nhà. Phía sau vị trí gần sảnh phụ này sẽ đặt phòng bếp và ăn. Thì diện tích phòng bếp và ăn thì anh yêu cầu là diện tích lớn nhất của ngôi nhà, thì khoảng tầm tối thiểu là phải tầm gần 40 mét vuông. Thì trong cái phòng bếp ăn này anh có muốn là một khu vực là sàn ướt dùng để rửa cũng như là chế biến đồ ăn. Còn về tổng thể toàn bộ ngôi nhà của anh thì anh muốn thiết kế theo kiểu giống như là nhà của anh Hải ở Bầu Bàng, về phối cảnh tổng thể ngôi nhà thì chi tiết các cửa sổ cũng giống như chi tiết mái thì giống như nhà của anh Hải ở Bầu Bàng, chỉ khác là về bậc tam cấp lên nhà thì nhà anh chỉ cần anh yêu cầu là nhà anh chỉ khoảng tầm 5 bậc tam cấp chứ không làm 9 bậc cao như nhà của anh Hải. Còn về thêm một điểm lưu ý nữa là vị trí sảnh phụ thì anh không muốn làm sảnh phụ giống như thế này, mà anh muốn làm sảnh phụ là vị không làm tam cấp đi ra, mà thay vì vị trí này anh sẽ làm một ram dốc để cho xe có thể chạy lên được, còn lan xung quanh sảnh phụ thì anh sẽ làm lan can inox. Còn về công năng thì anh muốn là vào thì có một phòng khách tương đối vừa, khoảng tầm 25 mét vuông kết hợp với phòng thờ. Thì nhà anh thì anh muốn trục sẽ xây thẳng thế này, không không có thêm trục đê giống như ngôi nhà của anh Hải. Thì gồm có một phòng khách vị trí này, một phòng ngủ thứ hai là sẽ đặt vị trí này, có vệ sinh khép kín. Một phòng ngủ thứ ba là sẽ đặt phía sau phòng khách, còn khoảng sau này thì anh sẽ sử dụng làm phòng bếp cộng ăn và một vệ sinh chung cho cả ngôi nhà. Thì phòng bếp thì anh yêu cầu có thêm một sàn ướt tại vị trí phía sau phòng bếp để sơ chế đồ ăn. Còn phía bên này thì không gian phía dưới phòng bếp sẽ là một không gian mở, thì sẽ có cửa vào của sảnh phụ, cửa đi ra phía bên phải, cửa này đi ra bên hông phải của ngôi nhà, và một cửa đặt ở vị trí phía sau này để đi ra phía sau của khuôn đất. Về khối cảnh tổng thể thì giống như thế này, ngay cả khung cửa sổ cũng thế. Về hiện trạng khu đất này thì vị gần kênh nước cho nên là đất ở vị trí này là nền đất tương đối là yếu. Thì những khu vực xung quanh thì nhà khu vực xung quanh thì đều đóng cừ tràm và móng thì đều đóng cừ tràm, cho nên là có thể lên phương án tính toán và lên phương án móng nhà anh cho hợp lý. Còn một điểm lưu ý nữa là nhà anh thì sẽ ốp gạch trong nhà, thì anh dự tính là ốp gạch xung quanh nhà thì anh sẽ ốp gạch cao khoảng 6 tấc xung quanh nhà. Còn ở vị trí trong các phòng ngủ thì anh sẽ ốp gạch chân tường cao khoảng 1,6 m.
Thì đó là những điểm lưu ý của ngôi nhà của anh để có thể là tham khảo lên phương án cho hợp lý. Thank you.